Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin sáng của chúng tôi. Bản tin sáng được cập nhật đến 6 giờ hàng ngày sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Quốc hội yêu cầu thanh tra toàn diện bảo hiểm nhân thọ. Vụ tấn công ở Đắk Lắk là hồi chuông cảnh báo cho công tác an ninh trật tự cơ sở. Bị cáo trong vụ Thủ Đức House kêu gọi chủ mưu Trịnh Tiến Dũng ra đầu thú. Chủ dự án Ocean View Nha Trang bán một lô đất cho nhiều người. Hai cha con triệu phú Mỹ thoát cửa tử vì từ chối vé tàu lặn Titan vào phút chót. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 6 giờ hôm nay. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều qua ngày 24 tháng 6, với 481 trên 482 đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Một trong các nội dung lớn của nghị quyết kỳ họp thứ 5 là Quốc hội yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường quản lý, giám sát các thị trường tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, khẩn trương xử lý các bất cập trong tư vấn đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, môi giới bán chéo bảo hiểm nhân thọ khi xét duyệt hồ sơ vay vốn, thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ tập trung vào loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư, kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín dụng sử dụng vốn, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Báo Dân Trí đưa tin thảo luận về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong phiên họp hôm qua 24 tháng 6. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Bình chia sẻ, tình hình an ninh trật tự phức tạp, tội phạm ngày càng tinh vi. Đặc biệt, vụ việc vừa qua tại Đắk Lắk đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho công tác an ninh trật tự cơ sở hiện nay. Nữ đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ tiêu chí, số lượng tối đa của lực lượng an ninh trật tự để thống nhất trên toàn quốc, chú trọng các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Đại biểu Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, cũng ủng hộ cần có sự tham gia của lực lượng an ninh cơ sở trong bảo vệ an ninh. Theo bà Lan, thực tế có rất nhiều vụ việc xảy ra ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Để giải quyết, cần có sự tham gia của các lực lượng trên địa bàn. Lực lượng này cần sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Nếu giao công an xã chỉ đạo sẽ rất khó hiệu quả. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, hôm qua ngày 24 tháng 6, phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thủ Đức House. Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đã đi đến phần nói lời sau cùng của các bị cáo và nghi án. Bị cáo Nguyễn Thùy Quyên, cựu trưởng phòng kinh doanh Công ty Sài Gòn Tây Nam, xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và nói rằng Trịnh Tiến Dũng, chủ mưu, đang trốn truy nã, đã gây ra cho bao nhiêu gia đình tan nhà nát cửa. Bị cáo Quyên kêu gọi Trịnh Tiến Dũng ra đầu thú để không gây thêm đau khổ cho những người khác. Bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu tổng giám đốc Thủ Đức House, nói rằng sau 18 tháng tạm giam, bị cáo đã hiểu và nhận ra hành vi sai phạm của mình. Cựu tổng giám đốc Thủ Đức House cũng nói rằng tại thời điểm khởi tố thì bị cáo vẫn nghĩ là mình không làm gì để phải vi phạm pháp luật. Sau khi nhận được kết luận điều tra thì bị cáo mới nhận ra mình đang nằm trong đường dây tội phạm quá tinh vi và quy mô của ông Trịnh Tiến Dũng. Báo Nhân Trí đưa tin Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Hùng, 49 tuổi, trú Thành phố Hồ Chí Minh, 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Hùng phải bồi thường cho ba bị hại số tiền hơn 7,5 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Hùng là chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Thiên Nhân 2, chủ đầu tư dự án biệt thự Ocean View Nha Trang ở núi Chuột, phường Vĩnh Nguyên, phố Nha Trang từ năm 2011 đến năm 2015. Hùng ký hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở, hợp đồng chuyển nhượng đất mà không thông tin về dự án, cũng như việc Hùng đã thế chấp toàn bộ sổ đỏ. Đặc biệt với một lô đất, Hùng đã ký hợp đồng bán cho nhiều người rồi chiếm đoạt tiền. Tổng cộng, Hùng đã lừa đảo 12 bị hại, chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng. Đến nay, Hùng đã bồi thường khắc phục được hơn 10 tỷ đồng. VTC News ghi nhận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam. Trước khi ra quyết định khởi tố, lực lượng thuộc Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhà một số người ở thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị có liên quan. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, chú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam. Công ty Phú Quý do ông Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 6 tỷ đồng.
Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tin từ VTC News, hôm qua 24 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can tạm giam Lâm Thiện Nhật, 29 tuổi, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, về tội chế tạo, tàn trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Theo điều tra ban đầu, ngày 15 tháng 12, 2022, một người lạ mặt đem đến hai khẩu súng tự chế kiểu Rulo ZB5 bị hư cho Nhật thuê sửa chữa. Sau đó, Nhật lên mạng xem hướng dẫn rồi lắp ráp hai khẩu súng hư thành một khẩu súng hoàn chỉnh và cất giấu tại nơi ở. Trước đó, từ đầu năm 2021, Nhật còn lên trang mạng xã hội đặt mua 3 khẩu súng với giá 6,2 triệu đồng về lắp ráp hoàn chỉnh và cất giấu. Theo kết quả giám định, 2 trong 5 khẩu súng thu giữ trong phòng trọ của Nhật là vũ khí quân dụng. VTC News đưa tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đang thụ lý điều tra vụ việc thuê xe ô tô rồi đặt làm giả giấy tờ để đưa phương tiện đi cầm cố. Khoảng giữa tháng 6 vừa qua, Huỳnh Ngọc Trọng, sinh năm 1989, trú tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, đến tiệm cầm đồ của anh DTV, tên viết tắt thị trấn Trà My, để cầm cố chiếc ô tô cùng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên DTH, tên viết tắt xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam, với số tiền 400 triệu đồng. Trong quá trình giao dịch, anh V nghi ngờ giấy đăng ký xe trên là giả nên trình báo cơ quan công an. Qua quá trình làm việc, Trọng khai nhận xe ô tô được đối tượng đi thuê, còn giấy tờ được làm giả qua mạng xã hội. Báo Bình Thuận ghi nhận, hôm qua 24 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra vụ tai nạn giao thông chết người trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 23 tháng 6, tại km 29+800, đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, ô tô tải do anh Trần Ngọc Thảo, 32 tuổi, ngụ Đông Thạnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển theo hướng Phan Thiết đi thành phố Hồ Chí Minh đã tông vào đuôi xe container do anh Hà Tương Đức, ngụ Phù Mỹ, Bình Định, điều khiển chạy phía trước. Đầu ô tô tải bẹp dúm, anh Ngọc Thảo mắc kẹt trong cabin được chuyển đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện sau đó. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đêm ngày 24 tháng 6, trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, ô tô đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1983, trú Ninh Bình điều khiển đã tông vào đuôi xe ô tô 4 chỗ do tài xế Nguyễn Tấn Đê, tên viết tắt, sinh năm 1982, trú Quảng Ngãi điều khiển chở theo 3 người khác. Hậu quả, tài xế Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thành Tê, tên viết tắt, ở thành phố Hồ Chí Minh tử vong tại chỗ, kẹt trong cabin. Hai người bị thương đang điều trị tại bệnh viện gồm Nguyễn Đức Anh Ca, tên viết tắt, sinh năm 1997 ở Quảng Ngãi và Nguyễn Văn Tê, tên viết tắt, sinh năm 1972 ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hiện trường, xe ô tô 4 chỗ biến dạng hoàn toàn, xe container sau khi đâm phía sau xe con thì tiếp tục đâm vào lan can lật nghiêng. Đến trưa nay, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã đưa được hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên ra ngoài. Báo Dân Trí đưa tin, Công an thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn Khách Khách Hill, phường Phan Xipang, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. 3 đối tượng gồm Nguyễn Đình Hưng, sinh năm 1987 ở tỉnh Bắc Ninh, Hoàng Đăng Phượng, sinh năm 2000 ở tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Đình Hanh, sinh năm 2001 ở tỉnh Bắc Ninh. Được biết, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 20 tháng 6, cảnh sát ập vào kiểm tra tại phòng 619, khách sạn Khách Khách Hills, thì phát hiện 10 đối tượng có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, 10 đối tượng đều dương tính với ma túy. Công an thị xã Sapa thu giữ nhiều gói ma túy và các tang vật liên quan. Những thông tin quốc tế vừa diễn ra sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị và các bạn ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Báo Tiền Phong ghi nhận, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, nhà đầu tư Jay Blum ở Las Vegas, Mỹ cho biết đã được ông Stokes Tumbras, người đồng sáng lập và điều hành Ocean Gate, cố gắng thuyết phục mua cặp vé tàu lặn Titanic để cùng con trai trải nghiệm cảm giác khi thăm xác tàu Titanic dưới biển sâu. Blum đã bị hấp dẫn. Ông cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 23 tháng 6, từ khi còn nhỏ, con trai của ông, Sean, đã bị cuốn hút bởi câu chuyện về con tàu khổng lồ Titanic. Nhưng càng đọc nhiều về tàu lặn Titan, ông Blum càng lo lắng về mức độ an toàn của nó. Vì vậy, ông Blum đã lịch sự từ chối cơ hội vào phút cuối với lý do bận việc khác. Cuối cùng, hai ghế của Blum và con trai ông được bán cho tỷ phú người Anh gốc Pakistan.
Saja Dadaoud và con trai Sumen. Theo thông tin từ báo Dân Trí, giới chức Ukraine thông báo Nga đã phóng loạt tên lửa vào các thành phố rạng sáng 24 tháng 6 trong bối cảnh chiến dịch phản công của Kiev đang diễn ra. Sergei Bobko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, cho biết lực lượng phòng không Ukraine cũng đã phát hiện và bắn hạ hơn 20 tên lửa của Nga trong không phận Kiev. Ông xác nhận 7 người bị thương và khoảng 40 ô tô hư hỏng trong một bãi đậu xe sau vụ tập kích tên lửa của Nga. Các nhà chức trách Ukraine cũng thông báo về các vụ nổ ở các thành phố khác nhưng không có dấu hiệu thương vong hoặc thiệt hại. Quân đội Ukraine cho biết các đơn vị phòng không đã được kích hoạt trên toàn lãnh thổ. Lực lượng không quân Ukraine nói rằng các tên lửa đang bay tới các khu vực Sumy ở phía Bắc và Poltava. VN Express đưa tin, theo báo cáo được giải mật của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ mới đây, cộng đồng tình báo Mỹ không loại trừ khả năng nCoV xuất phát từ một phòng thí nghiệm nhưng họ cũng không thể xác định nơi bắt nguồn đại dịch. Bản báo cáo cho hay, dù công tác nghiên cứu virus corona trong Viện Virus Vũ Hán đã được mở rộng, các cơ quan tình báo Mỹ không tìm thấy bằng chứng về sự cố rò rỉ có thể gây bùng phát đại dịch. Nguồn gốc COVID-19 là chủ đề tranh luận gay gắt ở Mỹ từ những ca nhiễm nCoV ở người đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán cuối năm 2019. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 3 ký sắc lệnh giải mật thông tin liên quan nguồn gốc đại dịch. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình sáng của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.